Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa mới về rất nhiều Vios và em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm hiện tại, thời điểm tháng 7 năm 2024. Thì Toyota Vios như anh chị biết là có 3 phiên bản, trong đó có một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động. Thì trước mặt anh chị đây thì bên em đang có là hai cái màu trắng bản E tự động này, màu đen bản E số sàn, bản E tự động, và màu đỏ bên xa kia thì là E tự động này, còn đỏ gần cái con hai lắc kia thì là màu đỏ của bản G, bản cao cấp nhất. Thì em sẽ xin phép là báo giá cho anh chị về giá thời điểm hiện tại và cũng tư vấn cho anh chị cái phương án làm sao để mua xe cho nó hợp lý nhất thời điểm hiện tại. Đầu tiên phiên bản rẻ nhất, phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 458 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm là 24 triệu tiền mặt, tính ra cho anh chị đăng ký lăn bánh với tính theo thuế 10% anh chị nhé, tính theo thuế hiện tại của tháng này luôn thì là 487 triệu. Còn nếu trong trường hợp mà anh chị để sang đến tháng 8 đăng ký thì sẽ giảm được thêm khoảng hơn 24 triệu nữa, khoảng 24 triệu nữa. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản ECVT thì có giá niêm yết là 488 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm 28 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh thuế 10% sẽ là 518 triệu. Còn phiên trong trường hợp nếu mà anh chị đợi được giảm thuế thì sẽ giảm thêm được khoảng là 26 triệu nữa. Còn phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản G thì sẽ có giá niêm yết là 545 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 31 triệu tiền mặt, tính ra cho anh chị lăn bánh theo thuế 10% sẽ là 579 triệu. Và nếu mà anh chị trả thanh toán và đợi giảm thuế thì sẽ giảm thêm được 30 triệu nữa. Đó là cái về cái cập nhật về cái giá bán thời điểm hiện tại. Thì bên em phương án cũng lỡ một đợt một tháng là sang tháng 7 này chưa giảm thuế, nhưng mà khả năng cao sẽ sang tháng 8. Thì em vẫn cứ tư vấn cho anh chị cả hai phương án là thuế 10% thời điểm hiện tại và có thể là mình đợi sang tháng 8 mình đăng ký thì mình xem tình hình thuế như thế nào anh chị ạ. Còn nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì bên em đang hỗ trợ hiện tại lên đến là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì đối với phiên bản MT thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền là 140 triệu là mang xe về. Còn nếu mà có giảm thuế thì chỉ có là khoảng 115 triệu thôi. Phiên bản thứ hai là phiên bản ECVT thì anh chị chuẩn bị trước giúp em là 156 triệu. Còn phiên bản G thì sẽ có giá anh chị chuẩn bị trước là 174 triệu là mang xe về. Đó, đây lại là một chiếc GCVT màu trắng ngọc trai anh chị ạ. Nếu mà tiện ở đây thì anh chị em cũng giới thiệu luôn là đối với phiên bản màu trắng thì bên em sẽ có hai lựa chọn là trắng ngọc trai và trắng thường. Anh chị sẽ thấy đây là một chiếc xe có màu trắng ngọc trai. Thì em cũng không rõ là khi mà nhìn qua màn hình thì anh chị có thấy rõ hay không, nhưng mà nếu mà nhìn gần lại thì màu trắng ngọc trai này thì sẽ có cái thêm màu nhũ này, còn cái màu trắng thường thì sẽ không có cái nhũ ngọc trai đâu anh chị ạ. Mình có thể thấy nó sẽ hơi ngà một chút, đây. Sẽ hơi ngà một chút, nó sẽ không có ánh ngọc trai lên anh chị ạ. Thì cái màu trắng ngọc trai này nó sẽ cao hơn màu trắng thường và các cái màu khác là 8 triệu. Thì anh chị cứ cộng thêm 8 triệu cho em là ra cái giá anh chị nếu mà mua màu trắng ngọc trai. Thì vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị thêm một chút thông tin về giá xe thời điểm hiện tại. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về giá, cần báo chi tiết ưu đãi hay là tư vấn các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ giúp em vào số hotline của chị Mani. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.